còn sống sao? Thật là đáng tiếc. Anh nói sao? Anh thất vọng lắm phải không? Phải. Vì như thế tên cướp vẫn còn sống, người vẫn tiếp tục đi kiếm gọt. Còn anh và em đưa thì tiếp tục khổ, đưa sắp bị hành. Ôi những ước mơ sự thật đã bất thành, mà người mơ sắp cận kề bên cái chết. Ước mơ đời anh còn gì nữa mà ước mơ, cũng như em linh hồn còn đâu, chỉ còn xác xơ thân làm lòng. Thì giữa chúng ta đã không về ân tình chung thủy, nói chi sắp một bầy lan xôi. Thì em tự nghĩ làm sao anh có thể tách rời những mảnh thép từ một cái nổ vô tri, để nó có thể tự chọn mục tiêu mà xuyên cúng những trái tim bạo ác tan tàn bên. Cuộc đời của đạo đi thác loạn, anh nhận tin tưởng hình bóng của anh và con sẽ trọn đời ngự trị giữa tim thôi. Anh muốn em cùng chết với anh, để chúng ta cùng tìm một niềm an ủi thủy chung đau đớn, để cùng chôn vùi hai tình thương có ai kịp lắm lạc loài cô đơn. Tình khổ hận đau thương hướng về nhau mà xa cách dòng ngàn, tìm cái chết để con đời chúng tôi. Hương ơi xin em đừng bao giờ quán hận anh, mà xin em hãy nhìn nắng với trái yêu tôi chờ em. Một phút rời nhau trong tình cũng ban đầu, ôi như sau những ngày thơ mộng cũ, như những ngày mình chưa muối có nhau trong tình nghe sắc son. Anh thì đúng lính nằm queo, còn em thì tạo tình cũng ban gỗ mà minh anh nằm theo mà tự do hành anh vợ tiền và một đứa con ma. Hiện tại em sống lầm mẹ đưa con lên, trong cái cảnh lòng bé mỹ của em có những nỗi niềm, những hạnh phúc mà em không biết cùng ai dạy bài phân tội. Lòng em đối với anh như thế nào thì đã có trời đất chứng minh. Nói ra hết làm gì nỗi bất hạnh trái ngang cho thêm buồn kém vui, đã trở thành là kỷ niệm. Cuộc đời nó bị tàn phá rồi không sống lại được đâu. Ai chúng ta mỗi người một số phận, không ai tôi thì anh ai an tâm mà chấp nhận cái số phận hầm yêu ngôn ngã của riêng mình. Anh thương đã khóc nhiều rồi, hôm nay không muốn thấy giọt nước mắt nào tràn ra khỏi mắt em. Anh không đầu hàng hoàn toàn mà anh phải trả. Anh hy sinh thân xác này cướp lại linh hồn của em về những ngày thơ mộng cùng. Dù em đã làm gì và hiện tại có ra sao thì anh vẫn yêu em và tha thứ cho em. Anh khuyên mới quay về chồng cô trên anh đứa con mà mình đã chung sống với nhau trong quá khứ thì hôm nay trong lòng có phải tuôn về nhau mãi mãi. Em sẽ là vợ hiền là lẽ sống của đời anh. Em đang ngự trị trong trái tim anh ngay trong giờ mắt thôi, thì hôm nay trong cuộc sống xin em đừng bỏ anh. Em đừng bỏ anh một mình trời đai đi đường mau già một cối cắm mờ mình phố trái chung hả con. Hả con ơi, bắt đàn tôi là phải rồi ba cầu mong hạ cỡ tha tôi, vì ta đã làm khổ hạ cơ nhiều. Và ta tự làm khổ mình, từ đây thôi hết rồi ta có còn gì nữa đâu. Tôi nhớ một bên dung khiến cho người chịu thương đau, chơi bao nhiêu chuyện cơ cầu mà vẫn còn niềm ước nhau. Rồi đây sống cạnh mù đôi ơi, ta đi mãi không về. Mùa xuân của ta rồi cho sầu khép lại thiên thu. Xuân có trái chủ hãy tâm thả con sẽ theo mãi bên người để cùng nhau dắt dìu đi tìm lại mùa xuân. Hả, cái mùa xuân đã bỏ ta ra đi, và kể từ nãy ta không còn nhìn mùa xuân còn chờ đến những người đón xuân sang không được ao nhiều. Ta còn lại gì đâu khi đôi mắt đã mùi đôi. Ta sẽ chớ đi trong hiếu quạnh âm thầm. Phú Trại Chủ, xin Phú Trại Chủ đừng thốt xa những lời tuyệt vọng, dù gì cũng còn có Hạ Cơ. Không Hạ Cơ, đời của Hạ Cơ còn dài, Hạ Cơ không thể theo ta suốt đời chịu khổ. Sinh ra là để chịu nhiều đau, thì có khổ đau tiếng cũng không có gì đáng ghê. Vì trời cao bắt mình phải chịu cánh đá đọa đài, bốn mặt tan ngày tôi cho đừng số an bài. Cuộc đời có ra sao cũng cúi đầu chấp nhận, vì đâu có bao giờ biết trước được tương lai. Trước kia Hạ Cơ cũng ước ao